Sáng nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, dấu mốc đáng nhớ trên hành trình xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội anh hùng. Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Trong sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc, dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ, của Trung ương Đảng và Chính phủ, thủ đô Hà Nội luôn luôn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, gắn liền với những mốc son chói lọi đầy vinh dự, tự hào. Chúng ta mãi mãi không bao giờ quên thời khắc lịch sử, sáng mùng 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn, mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Hơn 40 vạn nhân dân thủ đô náo nức hân hoan trong rừng cờ hoa, hừng hực khí thế, trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đàn quân kéo về, chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về, cả cuộc đời tươi vui từ đây. Đón mừng đoàn quân chiến thắng, đoàn quân cách mạng, đoàn quân của Bác Hồ trở về. Chiều cùng ngày, hàng vạn người dân cùng với các lực lượng vũ trang đã vui mừng, xúc động tham dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức tại sân vận động Cột Cờ và nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào thủ đô nhân ngày giải phóng. Thời khắc lịch sử đó là minh chứng về sức dân tộc, tình đoàn kết, khát vọng hòa bình của nhân dân ta, là mốc son mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô và đất nước, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp, chấm dứt 9 năm kháng chiến trường kỳ. Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sạch bóng quân thù, nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình và đất nước, phấn khởi bắt tay xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, mở ra thời kỳ hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long Hà Nội ở thời đại Hồ Chí Minh. Đại diện cho những chiến sĩ năm xưa về tiếp quản thủ đô Hà Nội năm 1954, người cựu chiến binh Nguyễn Thụ, nguyên cán bộ Trung đoàn 102, Trung đoàn Thủ đô, Đại đoàn 308, Đại đoàn Quân Tiên Phong, xúc động với bao kỷ niệm chào dâng. Khi đó tôi vừa 22 tuổi, mang trong mình đầy khát vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hiện tại tôi đã bước sang tuổi 92. Nhưng ký ức về thời khắc lịch sử hào hùng năm xưa vẫn luôn luôn hiện hữu âm vang trong tâm trí tôi. Sau 70 năm nhìn lại, chúng tôi những người lính năm xưa vô cùng tự hào và phấn khởi trước sự đổi thay mạnh mẽ của thủ đô và đất nước. Nhân dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc, đời sống ngày càng ấm no. Có được niềm vui như hôm nay, chúng tôi, tất cả chúng ta vô cùng biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Tổng tư lệnh tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và hàng triệu đồng bào chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập của Tổ quốc, làm nên một Hà Nội anh hùng, một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 70 năm qua, từ một thành phố có quy mô diện tích dân số tương đối nhỏ, kết cấu hạ tầng và kinh tế lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề sau giải phóng, Hà Nội ngày nay đã trở thành trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và hội nhập quốc tế. Một trong 17 đô thị lớn nhất thế giới, với diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, thấm đẫm giá trị văn hóa lịch sử trường tồn của đất Đông Đô, Thăng Long, ngàn năm văn hiến. Hà Nội tự hào là thành phố duy nhất ở châu Á-Thái Bình Dương được Tổ chức Văn hóa Giáo dục của Liên Hợp Quốc trao tặng danh hiệu Thành phố vì Hòa bình. Thủ đô đầu tiên của khu vực Đông Nam Á được UNESCO vinh danh tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu năm 2019. Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô, ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc cũng như của thủ đô, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Với thế và lực sau 40 năm đổi mới, với thời cơ vận hội mới, chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng là thời điểm để định hướng tương lai của chúng ta. Yêu cầu đó đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với Hà Nội. Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một thủ đô xã hội chủ nghĩa như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Phải làm thế nào để xứng tầm thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước? Chúng ta tự hào vì có Thăng Long, Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, nơi hội tụ kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam. Càng thêm vững tin với sự nghiệp xây dựng thủ đô và đất nước, vững tin vào sức mạnh của cội nguồn lịch sử của dân tộc Việt Nam để đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của Đảng bộ, nhân dân thủ đô và đồng bào cả nước, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với cha ông và muôn đời sau. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, huy động mạnh mẽ sức mạnh của dân, gắn kết chặt chẽ ý Đảng với lòng dân, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sớm xây dựng thủ đô ta trở thành thủ đô xã hội chủ nghĩa, hình mẫu trên thế giới, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bày tỏ biết ơn sâu sắc những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước, thế hệ hôm nay nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, nguyện mang khát vọng thanh xuân của tuổi trẻ hòa cùng với khát vọng chung của thủ đô và đất nước, góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.